đường đi làm của mình đây nhá. Hôm nay trời nó mưa. Nó hạt mưa lầm thầm đấy. Đến đường vào bản nhà cô dâu đây, đi một đoạn rồi mới đến nhà cô dâu này. Mình đây đang cưới, chuẩn bị quay đây, mọi người đang bắt giảm đây. Đây là bà chủ giàn nhé, bà Xuân nhỉ. Ra bài nhé, ra của bà bao nhiêu một mâm mà nhỉ? Giá bình dân thôi, ôm tất cả 8 nhà VIP là 80.000 một mâm. Thế thế hả? Ôm hết cả vách chụp ảnh sân khấu. Ôi rồi giá nhé, giá hủy diệt rồi. Vách chụp ảnh. Thế là mùa hè là giá khác, còn vào mùa cưới giá khác bà nhỉ? Tân gia là khác, gặp cưới giá khác. Bà là gặp bà Xuân ở Sơn La mình là giá nào bà cũng có thể chiều mọi người nhá. Từ 60 đến 80. VIP hẳn đó thì 100. 120 là cực VIP luôn. Còn đấy. Cực VIP luôn. Ôm là coi như 80 đến 90. Vâng ạ, đây là VIP này. Đây, mọi người mọi người xem nhé, bây giờ là đang chuẩn bị này. Đây là bà Kim, mẹ của cô dâu. Vâng ạ. Đây là bà ngoại đây. Đây là bà vật gì của đây này. Thế bà làm đi, coi bà xem một tí. Đây, ở trong này xem mọi người đang bắt giảm nha. Đây. Giảm xong gần một nửa rồi. Chỗ này tầm khoảng 2 tiếng nữa là người ta sẽ tời lên nữa là xong rồi. Chào anh. Đây, cô dâu chú rể đây. Bách đây. Còn ở bên kia là các anh đang... Các anh đang làm khung à? Cái đấy gọi là cái gì? Thế cái đấy là gọi là cái gì? À, khung một mái. Bên này sẽ có một mái nữa nhá. Dạp này là... 100 mâm này. Bằng một nửa chỗ này. Đây, giảm rộng thanh thang luôn. Đấy, giảm miền núi mình thì rẻ nhưng mà đẹp với chất lượng nhá. Nhìn một mâm thôi nhá, ôm cả combo hết cả cổng, cả sân khấu, cả vách chụp ảnh nhá. Đây bà chủ giảm đây. Trang trí ngoài nó thì lung linh luôn. Giảm cực VIP luôn nhá, bàn ghế. Thế còn chưa tới anh em nhá. Đây mọi người đang thêm một khung nữa này, một khung dạp nữa nhỉ. Chú ấy đang tháo ra này. Xong là mình ghép sang bên kia một khung nữa. Ngon quá. Chỗ này thì tầm bao giờ thì xong ạ? Giờ rộng quá mà. Vâng ạ. Bây giờ là 11 giờ rồi. 2 tiếng nữa là xong. Và cái đạp to đùng này mọi người làm từ 8 giờ nhé. Có nghĩa là 3 tiếng trôi qua rồi. Mà giải thì các ông còn bảo mày không đúng hướng. Bây giờ mình đi xem mọi người làm bác dẹp nhá. Mọi người đang buộc rèm đây. Hơi trơn tí nữa thì mình đã. Vâng ạ. Bác trai là chồng bà Xuân à? Làm liên tục. Bình thường vào mùa thì dạp bà Xuân này sẽ
bắt được tầm khoảng 4 cái. Mỗi cái lãi chỉ cần tầm 6 triệu thôi. Là một ngày kiếm được 24 triệu rồi. Đấy, mọi người nói gọi là chia sẻ tí bí quyết để cho mọi người có động lực làm dạp nhá. Làm cái này thì nó cũng hên xui ấy. Nhiều người mua thì chưa được 3-4 tháng đã phải bán tháo rồi. Nhưng mà nhiều người thì lúc nào cũng phải mua thêm khung. Thế là chỉ làm khung thôi nhỉ? Còn rèm mành các kiểu là mình có hết rồi đúng không ạ? Bộ sắt này thì mọi người thường thì ở dưới xuôi thì sẽ tầm khoảng 300-400, nhưng mà bà có sẵn bát đũa rồi. Đấy, bát đũa này xong là rèm mành các kiểu có hết rồi nên chỉ cần mua mỗi khung thôi thì sẽ rẻ hơn rất là nhiều. À, không tự làm thế là mình chỉ mất tiền mua sắt thôi. Ở thành phố Sơn La thì biết bà Xuân rồi, nhưng mà ở những chỗ khác thì người ta sẽ biết ít hơn. Làm từ đầu đến cuối thôi. Vâng, để con ra đây. Đây anh chủ đây. Công việc này thì cha truyền con nối nên nữa. Bố mẹ sẽ chắc để cho con này phải 2 cái khung rồi nhỉ. Cái này là trang trí rèm mà anh. Anh năm nay là sinh năm bao nhiêu rồi? À 91 à, thế thì mình hơn đúng 1 tuổi 90. À. Bằng nhau à? Thế, đấy, mọi người đang tính để chỗ nào để cho mọi người uống nước. Đây là công đoạn trang trí rèm. Bạn tên là gì? Hả? Nam à? Nam. Thế là thay tên bà Xuân thành em Nam à? Hay là anh Nam? Dạp anh Nam. Sau này lấy vợ thì đẹp tên vợ vào. bây giờ mình sẽ ra xem bát đũa nha. Đây là chỗ để bát đũa này. Đây là cửa cổng hoa. Cổng hoa đây. Đó. Bát đũa đây. Và bàn ghế này, bàn ghế đang chất trên xe này. Đây. Cái dạp này bắt ở nhà văn hóa nhé. Nhà văn hóa bản Nà Cóng. Bát đũa này. Một đám cưới trăm mâm. Ngày mai mình sẽ quay lúc mọi người nấu ăn và trang trí mâm cưới nha mọi người. Mọi người đang trang trí đèn led. Tối nay quẩy nháp luôn này. Còn đây bạn này thì đã chuẩn bị sắt để lắp thêm khung ở bên kia. Thank you.
Bạn này đang cho sắt ra từng vị trí một này, xong rồi tí chỉ cần lắp ráp và đẩy lên thôi. Bạn nam này đang tời dạp lên này. Đấy, hai bên cùng đẩy lên này, sẽ đẩy từng khung dạp một, đẩy đều nhau nhé. Đây. Mình sẽ giữ nguyên cho mọi người nhìn dễ hình dung này. Tiết kiệm rất nhiều sức nhé. Mà dạp ở trong rộng, nó không có sắt vướng, nhìn rất là đẹp mắt với lại thẩm mỹ luôn. Thế là xong một cái khung rồi, rất nhanh rồi mọi người. Bên kia chưa đều nên bạn ấy sẽ để thêm một lần nữa. Tời lên thế này thì mấy vòng là xong? Một lượt nữa là xong à? Bà chủ già bảo hôm nay dạp sẽ cao tầm 3,5 m để ngày mai nó sẽ đỡ nắng nhé. Ví dụ là hôm nào mưa hoặc là gió thì người ta sẽ để thấp hơn. Đây, để vào đây để cho các bạn nhìn thấy là dạp đang được đẩy lên. Để lên gần hết cỡ. Ông chủ dạp tương lai đây. Nhà nam là có mấy chị gái nhỉ? Lấy chồng hết rồi đúng không? Đấy, còn mỗi mình nam thôi. Nam năm nay là cũng 33 mùa xuân xanh rồi. Có người yêu chưa? Hay có vợ chưa? Vợ hai con. Nam có vợ rồi nhá. Vâng. Dạp mà bà chủ dạp bảo là chỉ cần 4 nhân công chính thôi. Một buổi sáng là xong một khung dạp. Bà bảo là nếu mà làm căng một ngày 4 đám thì phải thuê thêm thợ bà nhỉ? Cũng chỉ 4 người à? Vâng. Đây, khung dạp đang lên dần. Mình sẽ đứng ở đây để cho các bạn dễ hình dung này. Để rộng rộng ra. Đây nha. Dạp đang lên dần, nâng dần lên. Đấy, lên cao rồi. Đi nốt một vòng nữa chắc là xong. Mọi người sẽ cố gắng làm xong là sẽ về. Khung của bà trăm mâm mà, thì bà sẽ chỉ làm một buổi, chắc tầm này đến 1 giờ. Nãy mình cũng bảo rồi đấy, đến 1 giờ là sẽ xong. Thì mọi người sẽ lắp nốt cái dạp bên kia nữa. Đang tời dần lên đây.
trời dần lên đây. Đấy, các bạn có thể thấy đang chuẩn bị bắc thêm cái dạp ở bên cạnh. Dạp này quy mô nhỏ hơn nhé. Dạp này dạp cỏ, đấy dạp cỏ. Dạp cỏ này làm mới nhanh. Bình thường thì tính trung bình cứ 5 triệu một dạp này đi. Bắt cái dạp này mất khoảng 2 tiếng vậy nhỉ? Một tiếng là xong một cái dạp cỏ rồi, kiếm được 5 triệu. Một ngày gì? 5 cái dạp đi, 25 triệu trừ công nhân đi tầm khoảng 5 triệu. Đấy là quá sông xanh rồi. Thì sẽ bỏ túi được 20 triệu. Một ngày 20 triệu, một tháng 60 triệu. Đấy là vào mùa ấy, đấy là tính kiểu ăn sổ thôi chứ thực tế thì tùy từng người. Đây mọi người sẽ bắc hai lần lên. Đấy, bắc khung dạp này. Xong rồi bắc mái này. Anh trai kia đang bắc mái nhá. Đây. Bắc mái dần lên này. Bắc mái lên xong là trải bạt lên là anh. Đấy. Choáng rồi, bây giờ gần 12 giờ rồi. Mọi người đang cố làm này, để tí về nghỉ ngơi. Bắc xong cái này thì là nghỉ ngơi xong chiều mới làm tiếp qua hay làm luôn? Bắc cái này á? Vâng. Chiều nghỉ chứ. Bắc xong xong là cho cả bạt lên luôn à? Đấy. Mọi người mà tiếng nữa là xong, hiểu không? Cao chưa? Anh phải đu lên để cố định. Đây nha, anh như cho móc vào một cái miếng sắt này. Đấy, xong rồi lắp thêm vào ống sắt nữa. Cố định này. Rồi đút vào. Anh sẽ vâng. Đấy, nối vào một cái ống nhá. Người ta hàn sẵn. Xong rồi cho vào ống sắt, nối thêm và đặt lên cái ống có sẵn ở trên kia. Đấy. Thế là tầm khoảng 5-7 phút là xong cái khung. 4 người làm. Quá nhanh các bạn ạ. Đấy, sắp xong rồi, còn 2 gian nữa thôi. Đây các bạn nhìn xem nhé. Anh cho sắt vào ống này. Đấy. Và bên này anh sẽ luồn vào ống sắt có sẵn. Đẩy lên, cố định. Rồi, còn một gian cuối cùng. Cho vào ống này. Luồn thêm sắt này. Lồng vào này. Và đặt lên. Đặt lên rồi cố định. Đây mọi người đang căng bạt.
Bác Đâm bảo là ngày xưa là cứ lọ mọ nghiên cứu ở những cái này, làm thế nào để giảm thiểu thời gian để bác giặt nhanh nhất. Đấy. Các bạn thấy không? Đây. Sắt người ta cắt ra này, xong là để một miếng này, xong là tạo thành hình móc câu để cố định. Rất là nhanh luôn. Nhỏ cũng lắp được, to cũng lắp được. Một 5 mét vuông giặt giảm nhỏ mà nó không có cái sắt ở giữa này là quá đẹp rồi. Này. Nhìn rất đẹp luôn. Đây là ông Tử Hà với anh em đấy, đây ông Tử Hà sắt nhá. Đây là gia đình tự làm hết này. Gia đình tự làm sắt này, xong rồi tự phải đi thuê người ta xong rồi về chụp lấy. Đây. Xong rồi Tử Hà luôn. Bạn này đang cho dây để cố định bạt à, xong là kéo à. Cho dây vào bạt để thì kéo lên đây. Mọi người đang kéo giạp này. Đấy. Đây. Buộc cái dây thừng này xong là kéo lên. Đây. Buộc dây thừng xong kéo lên nhá. Đó. Kéo dần đều. Đều tay. Đó. Xong một. Xong rồi này. 1 gian, 2 gian, 3 4 5 gian. Đấy. Bên kia 2 gian nữa là xong. 2 gian kia có bác không bà? Hay là cứ để đấy thôi? Vâng. À thế à. Đấy, bây giờ là mọi người sẽ cố định này. Đấy. Kéo thật căng để cho gió nó không bay này, với lại nước mưa nó không bị trũng vào này. Đấy, bà kinh nghiệm 20 năm làm nghề rồi, ăn ngủ bác giạp thôi. Bà có mấy mảnh đất ở trên trường cọ rồi? Bà có 5 mảnh mặt tiền rồi. Đấy, 5 mảnh mặt tiền ở trên khu trường cọ này. Ngã ba chợ đầu mối chỗ đấy thì tính vào tầm khoảng tỷ 2 đến tỷ 8 một lô đấy. Một lô 5 mảnh. Mà 5 mảnh rồi, mà nhà bà xây rất là to nhá. Nhà bà xây mấy tầng? 3 tỷ. 3 tỷ, mấy tầng đấy bà? 3 tầng, 3 tỷ. 3 tỷ. À, hiện nay thì có tóm lại là 5 phòng vệ sinh khép kín. À. Có 7 phòng ngủ. 7 phòng ngủ để cho các con cháu mỗi lúc Tết đến xuân về là về nhà đoàn tụ. Nhà đúng là cái vòng xuyến. À chỗ ngã ba đấy à, ngã ba ngã tư đấy à, ngã ba nhỉ. Tam giác vàng đấy là đất của bà hết. Vâng. Bà đã giàu sẵn rồi, đền bù một phát bà lại thêm được đống tiền. Không được đền bù con ạ. À thế à. Không được đền bù. Đây chú này đang cố định kéo bạt xuống này. Đấy. Buộc dây cố định vào đây. Tí nữa sẽ có đồ trang trí nhá. Che hết những chỗ này. Đây còn bạn này đang thêm một cái bạt nữa này. Đang buộc dây để tí cố định. Phải kéo xa thế à chú? Ừ. Kéo thật xa để căng cái bạt lên nhé. Kéo căng bạt lên. Đấy. Các bạn có thấy không? Chỗ này căng lên rồi này. Mọi người đang buộc
cố định để cho gió nó khỏi bay. Đây, kéo phẳng phiu luôn nhá. Mình sẽ đến gần hơn để cho mọi người hình dung ra cái bạt nó được căng như nào. Đây, chỗ này là xong này, chỗ kia chưa buộc này, nó vẫn hơi trùng này. Đấy, tí nữa mọi người buộc xong là sẽ căng hết luôn. Đây. Còn bạn Nam này đang chuẩn bị bắt nốt cái bạt này lên trên. Và riêng bà xuống là từ 4 mét trở lên là lắp được hết. Vâng. Dài thì cô vàn được. Mọi người đang buộc cố định bạt này. Đây, mọi người sẽ kéo lên này. Người sẽ buộc. Kéo lên. Chúng ta sẽ xem bên sang bên kia để xem dễ hơn nhá. Để các bạn nhìn nha. Mình sẽ ngồi xuống để cho mọi người dễ hình dung hơn này, lúc kéo bạt lên này. Rồi. Và bây giờ mọi người sẽ buộc cố định. Thế là xong một cái dạp. Cái dạp này mình thấy bác chưa đến 30 phút. Hai vợ chồng ông bà chủ dạp không những đi tìm khách mà ông bà cùng làm luôn. Cùng làm với mọi người luôn. Phải nhúng tay luôn. Không nhúng tay là không được rồi. Đó. Đây là con trai của ông bà. Ông chủ tương lai tất cả đống dạp này. Đã xong lắp khung nhá. Bạn trai này đang lắp đường dây điện. Kéo dây điện. Những cái này là gia đình tự nghiên cứu và tự làm hết này. Hầu như là tự làm hết. Thế rèm mành là nhà mình cũng may à hay là mua, đặt mua? May luôn à? Kéo tay quá nhỉ? Thì làm hết, thì mỗi cái bạt thì thôi. À, bạt với lại sắt là phải đi mua thôi. Xong mà mua về là hàn. Mua về tự thiết kế. Quá giỏi luôn. Bình thường nếu mà như một người mới ấy, người ta sẽ mất tầm khoảng 350 triệu ấy. Để có một bộ dạp 100 mâm. Bởi vì nó đắt là đắt ở bát đũa, bàn ghế. Chứ còn khung dạp này cũng không đáng mấy đâu. Tính ra thì tầm khoảng 4 triệu rưỡi, 5 triệu một khung thôi. Nhưng mà bàn ghế này một bộ phải ít, phải tầm 1,2 triệu này. Đúng không nhỉ? Còn bát đũa thì mình không đi mua, mình không rõ cái vấn đề đấy. Tính trung bình thì một gian thì khoảng tầm 5 đến 7 triệu. Xong là tiền nhân công. Xong là bác dạp này chẳng lẽ lại không có xe để ô tô để mang đi đúng không? Là phải đầu tư thêm một con xe tải rồi. Thì khung dạp mà 100 mâm đi. 100 mâm thì nó một gian dạp là 3 triệu rưỡi. Một mâm một gian thì sẽ được tầm 6 mâm nhỉ? 6 mâm nhân với 1 triệu 2 là 7 triệu 2 là 10 triệu 2 rồi. Còn bát đũa 6 mâm đấy là tầm 3 tiền. Bát đũa. Đúng rồi.
Thế một mâm là tầm khoảng bao nhiêu tiền bát đũa? Bà Xuân ơi, một mâm tầm bao nhiêu tiền bát đũa? Một mâm bát đũa á? Vâng. Bao nhiêu tiền á? Vâng. Tiền mua bát không hay là tiền thuê? Tiền mua ấy. Bà mua ấy. À, một mâm tính bát đũa không á? Một mâm bát đũa bà mua ấy. Nó cái dây vào là một cái tô, cái bát là cái tính trung bình là cả cái đắt cái rẻ có 30.000 một trái. Vâng, bà tính 000. Bà tính tổng luôn. 30.000 thì 8 cái đĩa 38 24 thì tính tầm 500.000. Gần 500, tính gần 500 56 3 triệu là nãy mình bảo là tầm 10 triệu mấy, 10 triệu 7 mà 13 triệu, 13 triệu 7 một gian. Nữa, con bàn nó là 500 mà cái bàn rồi. Vâng, đấy con tính rồi. Là tầm một gian là 13 triệu 7 đấy. 10 gian là 137 triệu. Thêm cái ô tô là cái đắt nhất. Một cái xe tải mà chở được từng này thì tầm khoảng 350. 7 cộng 350 là được tính rồi. Vào nghề là khoảng 500 triệu đi. 500 triệu là vào nghề được rồi. Tính mồm là ví dụ một người mới làm nghề ấy thì trăm mâm thì phải mất 500 triệu rồi. À 500, đúng rồi 500, 500 đấy. Là còn chưa. Mà đây là bà mua đồ về hết bà làm. Tính ra trăm mâm của bà thì mất những cái đồ linh tinh thôi. Đấy. 500 nếu mà mình cho người ta hàng còn vải cho người ta mua nó rơi vào tầm 500 550 triệu tiền công. 550 triệu. Đấy. 50 triệu tiền công. Đấy là mình còn chưa cộng là rèm mành nhá. Nãy còn quên cộng rèm mành đấy. 15 triệu là tiền công. Tiền công may vải. Bà may rồi mà. Đấy còn chưa tính tiền mua nhá, tiền mua vải nhá. Cứ tính trung bình tầm 500 đi, 550 đi. 550 là các bạn có thể được có một cái dạp ngon lành rồi. Và có xe di chuyển rồi. Cái dạp này làm nó sẽ đơn giản và thấp hơn. Dạp này tầm 1m8 vào nhỉ? Cao á? Vâng. Cao á, cao 3m chứ con. Không, từ chỗ này cơ mà, từ chỗ này lên này. Từ cái rèm này này. Thế tí đẩy lên nữa à? Đẩy lên chứ. À tí thêm một ống sắt nữa à? 3m1 chứ con. À. Rèm của bà cắt 3m1 chứ. Không, con bảo cái khung này này. Tí con đẩy lên nữa à? Tí đẩy lên vẫn 3m1 của con. À tí nữa còn đẩy lên nữa nhá. Đặt thêm một ống sắt nữa nhá. Cái này nó là 1m8 rồi, nhưng mà mình phải đẩy lên 1m8 nhá. À đẩy thêm một lần nữa. Thế là một bên là sẽ ghé luôn ở bên này đúng không? Hay là để riêng? Không, để riêng ghé nhau hết. Ghé nhau à? Ờ, tí là mình vâng. Mình đẩy lên thì cho nó bằng thành cột này, hai cột này buộc vào nhau thế là hai cột buộc vào nhau. Ờ. Thế cái này mà. Thế là phải thêm một lần sắt nữa hả bà? Không. Thế còn đây này chú này. À đây, ở đây, trong đây, này, đây. Trong đây. Này có ống rút này. Ống rút này rút lên này. Đấy, đúng rồi mình. Mình đây. Chỉ quay với chụp thôi nên không biết mấy cái này. Bây giờ thế là mình đẩy lên con ạ. Đây này, nó không này. Có cái tời nhưng mà ở mình trong này đẩy. Có ống rút nhá. Đấy, đây, ống rút xong đây. Tí mọi người sẽ ủn lên này. Ủn lên. Bắc xong cái mành này. Ủn lên. Bắc xong lên, mành là mọi người sẽ ủn lên. Quay. 20 năm kinh nghiệm có khác. 24 năm rồi đấy con ạ. 24 năm à. 24 năm rồi. Mà coi như là hai số phú nữa có chứ ở thắng lên nữa. Đây mọi người đang gấp rút làm để nghỉ ngơi về ăn trưa. Hôm nay mọi người đang làm cố cho xong. Thấy bảo chiều còn đi bắc ở đâu nữa mà đúng không? Làm cố cho nhanh để chiều còn đi bắc dạp tiếp. À thế ạ. Còn hai cái dạp nhỏ nữa. Đấy. Hai cái dạp mỗi dạp lãi tầm khoảng 10 đến 5 đến 10 triệu đi. Là hôm nay bà thu nhập là 25 triệu à? Bà nhỉ? 25 triệu rồi đúng không? Nếu mà đi hết, tức là đi qua hết công suất ấy. Vâng. Theo đáp ứng của phong dạp của bà, đầu tư về là 3 củ, 30 triệu một ngày đi nữa. Theo đáp ứng của bà ấy, tất cả là đầu tư để đi vâng. Nhưng mà con đang bảo là trong ngày hôm nay ấy, thì à, trong ngày hôm cái nay dạp này bà là 12 triệu rồi đúng không? Còn một cái dạp 10 triệu nãy bà bảo nữa với một cái dạp 5 triệu là
15 cộng 12 27 triệu trừ nhân công đi. Đấy cột cỡ cao đấy. Công là 4 người. 4 người mỗi người 400 một ngày. Triệu 6, sẽ bo thêm 400 nữa. Bo thêm mỗi người 100 mà tiền nước nữa là 2 triệu. Thế là một ngày bà kiếm được 25 triệu. Trừ đi tiền dầu. Ba con xe chạy. Mỗi con 1 triệu đi, sông xanh đi. Mỗi con là mỗi con 100 thôi. Mỗi con 100 thôi. Ý là một chuyến đi 200. Cả đi cả về tính 200 đi. Đấy là tính ba con xe là tính 1 triệu đi. Thì 25 trừ 1 triệu ăn sáng trưa luôn là còn 24 triệu đút túi. Nhưng mà bây giờ là đang mùa đói mọi người nhá. Tháng 7 đấy, không có việc đâu mà một ngày bà vẫn kiếm được 24 triệu. Nhưng mà bà làm từ ngày xưa rồi nên bà không phải đầu tư. Chứ còn bây giờ mà đầu tư là chết luôn. Vâng ạ. Năm nay là con thấy là nhiều nhà dạp làm lắm này. 2 năm nữa là thể nào bàn tháo thì nhau bàn tháo. Sắp xong rồi, mọi người đang thử đèn luôn. Thử đèn, thử điện. Ê, mọi người cho thêm rèn này. Nói bằng tiếng Tây Bắc trên mình nhá. Trên mình là cộng đồng người Thái, Thái đen bà nhỉ. Vâng, đây Thái đen. Thái đen xem ma con ạ. Giật mình. Chuyện bình thường. Thái đen Sơn La nhá. Thế là xong hết rèm thì mới đẩy lên à? Vâng. Thái đen mình hiếu khách này. Rất thích nhảy múa này. Bình thường ấy mọi người mà đi đâu mà khát nước mà nhờ người ta xin cốc nước khó lắm, mà lên đây nhá, xin cốc nước người ta còn mời ăn cơm luôn ấy. Sơn La nó xấu. Đây, bạn này đang trèo lên để cố định rèm. Này, nguy hiểm chưa? Nhưng mà công việc thường xuyên của mọi người rồi nhé. Mình ở dưới mình thấy nguy hiểm thôi, nhưng mọi người cũng thấy rất bình thường. Hết chỗ này thì mọi người sẽ tời cái sắt này lên, đẩy lên. Cái này không phải tời đây là cỏ là coi như rút ống à bà? Rút ống xong đùn lên. Mình không chuyên lắm về phong dạp này nên nhiều câu mình nói sai với lại công việc nên mọi người cũng thông cảm nha. Nó đi ra thực ra ngoài nhé.
chị gọi quán cho sống sải đó. À, những cái rèm cuối cùng để tí mọi người sẽ đẩy rạp lên một một nấc nữa. Thế là cái rạp này cũng gần xong rồi đấy. Để mai người nhà sẽ bê bàn ghế và trang trí nữa. Đẩy xong hai cái rạp là xong việc của nhà rạp người ta bắc rồi. Đây các bạn có thể nhìn sang bên này nhé. Cái rạp bên này đã xong rồi này. Đấy. Cơ bản là đã xong. Đến tối tầm chiều người ta sẽ ra đây làm thêm cái sân khấu nữa. Và bắc loa đài để cho gia đình ăn nháp. Đây mọi người đang tời cái rạp này, à đẩy cái rạp này lên này. Đấy, đẩy một cái khung, một ống thép lên nhá. Tời chạy cơm. Thế tời từng khúc một à, xong rồi tí lại đẩy dần lên lần nữa à? Tời đi, tời lại mấy vòng ấy, cho đẩy lên, đẩy lại mấy vòng để cho nó đều nhá, không phải đẩy phát một là được luôn nhá. Đấy, có đinh để cố định này, cố định tạm. Một người đẩy này, xong rồi sẽ có cái ống sắt ở đây, mọi người cho đinh vào. Đấy. Bên này nữa này, cũng y như thế này. Cho đinh vào lỗ, cố định. Rồi mọi người sẽ đi một vòng. Cái góc cuối rồi, cuối cùng cũng xong. Đây các bạn, xong cái khung thứ hai rồi, xong tất cả luôn nhé. Cố định nốt, cố định hai cái rạp với nhau để cho nó chắc hơn. Nam này. Bạn này tên là Nam. Nam đang cố định hai cái rạp với nhau này. Để đến hôm nay có thể là tối trời sẽ mưa ấy. Mưa nó sẽ đỡ hơn, nó không bị đổ. Người nhà ra xem. Bây giờ gia đình ra kiểm bát đũa này. Để chuẩn bị chiều nay nấu ăn. Chiều nay với sáng mai nấu ăn và mai sẽ tổ chức lễ cưới. Thì những người phụ nữ người ta sẽ mang bát với lại những cái đồ vừa sức trước. Chào các bạn nhé, mai mình sẽ quay tiếp mà đám cưới diễn ra nhé. Rạp cơ bản đã xong này, tạm biệt mọi người nhé. Mai mình sẽ đi quay và chụp ảnh ở rạp này. Cứ đi thẳng. Mưa quá mọi người ạ. Sắp đến nhà của sâu rồi đấy. Mọi người để ý chỗ nào có cái cầu hoa là sẽ nhà của dâu của anh nhé. Hello, chú rể vừa đi qua vừa đèo rượu. Đây mọi người mang thức ăn ra đây. Đây nhà của dâu đã đến rồi. Mình đến nhà cô dâu rồi nhé.
À, mọi người đang chuẩn bị dần đồ ăn đây, gà luộc này. À, anh trai này đang xếp gà, chắc phải hai lần, một lần không đủ đâu nhỉ? Hai chuyến đi. Mọi người đang bảo trời đang mưa này, không biết đi như thế nào này. Đây bố mẹ cô dâu đây. Cô dâu đây. Mọi người còn đang trang điểm đây. Em bé yêu nhà. Yêu lắm. Bên kia người ta đang nấu này. Vừa mưa vẫn phải nấu này. Hình như là nấu tôm hay sao. Trời vẫn đang đổ mưa. Đây là một con lợn để... Con lợn này để cúng à? Con lợn này để cúng nhé. Đây, tất cả các bộ phận trên lợn là để lại hết. Đấy. Là bếp lửa này. Hầu như mỗi nhà đều có một cái bếp như thế này. Mọi người mang con lợn vào cúng. Lên tầng mấy đấy em? Tầng 2 à? Nhấc con lợn vào đầu tiên này. Để bảo con này thiếu nhà lòng 50 phân nhá. Ở đây xong là đợi thầy cúng lên làm việc. Ở trong nhà mọi người đang nắm xôi, tí cho vào từng mâm một. Đây các công đoạn đây nhá. Xôi xôi nắm thành nắm này. Xong là gói bằng lá rong nhỉ? Rong, lá rong đấy. Đây nhá. Các công đoạn gói xôi đi. Bà xôi chân la, xịt sò chân la. Cái dạp đã dựng và trang trí xong hết rồi này. Để cô chụp ảnh này, cổng hoa này và bàn ghế này. Mọi người mang các món ăn đặt và thịt khô này, xôi lúc nãy người ta bỏ mang hết ra đây. Anh trai này đang chặt gà. Hôm nay không đi giao hàng à anh? Hôm nay nghỉ một hôm à? Công việc của anh ấy là giao hàng nhé, giao hàng bên Viettel nhé. Hôm nay người nhà có việc nên xin nghỉ để phụ giúp. Đấy, chặt gà xịn luôn này. Đấy. Okay.
xong rồi sẽ có một người xếp lại, xếp lại cho nó đẹp. Xếp xong thì người ta sẽ rắc lại chanh vào. Họ cho nó cái cánh vào này. Xong một đĩa gà nhé, một đĩa là một nửa con gà. Anh kia sẽ rắc lá chanh vào này. Rắc xong rồi sẽ phin vào để cho ruồi muỗi không bay vào nhé. Xong một đĩa gà. Ở trên này đang bày nước ngọt. Mỗi mâm sẽ có 2 chai nước ngọt. Những ai mà không uống rượu hoặc là đi xa đi xe máy ấy, thì người ta sẽ uống nước ngọt thay rượu nhé. Trên này công an làm rất ngặt nên nhiều người đi phải đèo ấy thì không uống được rượu. Dạp cưới hôm nay là 100 mâm 2 gian này. Gian dạp to đùng này và cái công bắc dạp thì tầm chục triệu thôi. Đây là món nộm đặt này, người ta mang đến. Em bé phụ giúp gia đình luôn. Bên này mọi người đang bày thịt nướng. Bày sữa chua. Uống Boncha, lướt Vespa, có cơ hội trúng 20 xe Vespa cùng hàng triệu xe Boncha. Uống Boncha ngay. Thời gian đâu mà đau với nhức. Panadol Extra chứa paracetamol và caffeine, hiệu quả rằng. Mỗi người đang một tay chuẩn bị đồ. Đây là món giò bò nhé. Khắp 7 phút. Này đang bó lại thành một bó. Để tí đặt lên bàn cho dễ này. Thêm một món nữa đến này. Đây cái dạp ngày hôm qua đây nhá. Hôm qua thì mới bắt thôi, hôm nay lên thành hình rồi, đẹp luôn này. Rút này, dạp rút bên cạnh này. Cái dạp này 30 phút là xong.
Nhìn cao thoáng chứ cũng không phải là ọp ẹp đâu nha. Rất là đẹp luôn. Mất 30 phút vừa trang trí này, vừa lắp này. Đây là khâu chuẩn bị này, mọi người đang trang điểm này. Đây, em bé này, chị gái điệu em này. Là họ hàng nhà gái nhá, họ hàng xa gần đến dần và đang đợi ở ngoài, tí sẽ đợi nhà trai lên để làm một cái lễ ăn cơm và nói chuyện rồi mới ra ngoài dạp cưới. Còn những công đoạn cuối cùng để cô dâu chuẩn bị ra mắt này. Nhà trai mang đồ đến dần đấy. Mọi người đang bắt tay để chào nhau. Chuẩn bị vào trong kia làm thủ tục nha. Toàn sinh gái thế nhỉ? Chúng ta hãy vào xem mọi người ở đây thủ tục như thế nào nhá. Đây là những đồ làm lễ này. Ở trong này sẽ có cá thịt và nhiều đồ ăn để lên cúng nhá. Cúng cái bàn thờ vừa nãy mình quay ấy. Rể đang xếp bàn. Đây bây giờ là nhà trai đến này. Nhà trai đến xin phép này. Trong túi là có gì bà? Đây đâu, đây đâu. Xem là có là cái gì đấy. Món này xem là của là cả hai phòng phải không? Và cái đây cửa nhân gia đình lễ. Còn đây là lời đáp lời của nhà gái. Khi mọi người nói chuyện xong là sẽ bắt tay chúc sức khỏe, chúc những lời tốt đẹp cho nhau. Đây là những đồ nhà trai mang đến để bày tí ăn cơm này. Hai bên gia đình ăn cơm nói chuyện với nhau. Những đồ này là để ăn luôn à hay là để cúng ạ? Tí ăn luôn đúng không? À. Chè này, thuốc lá này, kẹo bánh này. Nước ngọt này. Hai chai nước ngọt với lại rượu nữa nha. Một chị đã xếp rượu rồi nhé.
À, đĩa bánh kẹo xếp xong rồi này. Đợt rượu ra nữa này, tí có cả đồ mặn nhé. Hai bên gia đình và mâm. Bố cô dâu đang chuẩn bị đồ để tí ra mắt với mọi người. Chúng đang người rót nước ngọt mời nhau. Mọi người đông đủ rồi và hai bên gia đình đang chúc rượu nhau. Cô dâu chú rể chuẩn bị ra dạp. Không nhìn thấy đâu. Cô dâu chú rể hôm nay là Hùng và Huyền nhá. Đây. Hai vợ chồng ở bản gì? À, trường ban, chú rể là ở trường ban, còn cô dâu là ở nhà có mình nhỉ. Đấy, bây giờ hai vợ chồng đang chuẩn bị xuống dạp cưới đây. Xe đến rồi nhá. Đây. Chú rể mở cửa cho cô dâu đi vào trước. Bây giờ mình cũng ra dạp nhá. Con đường ra dạp đấy, từ nhà cô dâu ra dạp. Có một cô đi ăn cưới. Đám cưới hôm nay thì tổ chức tại nhà văn hóa của bạn là có nhá. Đây đến dạp rồi này. Cô dâu chú rể cũng vừa xuống xe. Khâu chuẩn bị nhá. Trước tiên là sẽ có MC này. MC để chuẩn bị thử đồ này, thử loa này. Đây, hầu như là mình quen gần hết những các MC ở đây. Rồi. MC hôm nay là MC trên Thuận Châu. Anh quay đây ạ? Thế nhất là thành. Được cái nhờ dàn này quay ngon rồi. Minh à? Đẹp trai thế nhờ. MC này đã sâu nhất Sơn La này. Trước khi lên dẫn thì anh cũng phải chuẩn bị quần áo ấy. Xấu hơn chú rể một tí thôi. Đấy. Không được đẹp hơn đâu. Đẹp hơn là sẽ bị trừ tiền một ít đấy. Đúng rồi đấy. Kinh nghiệm xương máu của MC. Đây là anh Quang Toản nhá. Anh xuất thân là từ gọi là gì nhỉ? Bên gì nhỉ? Bên nghệ thuật à? Văn hóa nghệ thuật, trường văn hóa nghệ thuật. Đấy. Anh hát rất là hay. Tí mình sẽ cho mọi người nghe giọng của anh một lời như, lời đâu. Canada, đến từ Canada, thành phố Sơn La. Vâng, chào anh. Anh này thì anh ấy đi dẫn là phụ thôi, anh uống rượu là chính. Đấy. Cứ rượu vào là anh quẩy hết mình luôn.
Bình thường vào vùng 3, vùng 4 ấy thì anh sẽ ngồi mâm trước. Còn hôm nay thì mâm vẫn chưa xong nên anh sẽ hát trước khi ngồi. Cô dâu chú rể của chúng ta đây sẽ lên lên chụp ảnh trước khi khách mời đến. Hai vợ chồng lên chụp ảnh nhá. Khách mời đang đến dần đây.